Dưới thời tiết trên 40 độ, trong những tấm lều bạt, họ, những người dân sống xung quanh khu vực núi Thần, luôn phải cắt cử nhau có mặt tại đây nhằm ngăn cản việc khai thác đá của công ty Hoàng An. Bởi theo họ, việc khai thác đá đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ từ nhiều năm nay. Rất là bên đây đã đấu tranh không cho bán mìn gọi là để đảm bảo an toàn cho mọi người dân ở xung quanh cái núi Thần này, ở cái mạng mìn này. Vừa rồi là tháng 5, đêm hôm ngày, hôm đấy 20 nữa. 20 tháng 5 và 1 giờ 39 phút, mạng đá rơi từ trên cao xuống, cả xóm làng xung quanh nữa là dọc cái núi Thần này, hô hoán coi là chạy ra khỏi nhà. Nhà bà Bình chỉ cách chân núi Thần vài chục mét. Bà kể lại, những hòn đá như thế này đã thường xuyên rơi xuống nhà bà và nhiều nhà dân tại khu vực, khiến họ vô cùng lo lắng. Tức là cứ bên kia là lỗ mìn ở bên đây đá nó sạt thẳng núi, là bà con rất may là chưa vào tài sản và một người nào cả bị thiệt mạng cả, nhưng mà cái tâm lý là như thế là chúng tôi rất sợ. Đá rơi không những đe dọa đến tính mạng mà nhà cửa, tài sản của họ cũng đã bị hư hỏng. Căn phòng này của gia đình bà bây giờ trở thành nơi chứa đồ như thế này, bởi những vết nứt kia ngày một to hơn. Thế đây giờ đơn giản như cái nhà nhà tôi này, như bây giờ là một cái phòng này là bỏ không từ cái ngày mà mùng 3 tháng 11 năm 2015 đến bây giờ là tôi là gần như để cái phòng không, làm cái kho mà trong cái đó con nhà tôi phải chùm rúm xuống dưới ngủ. Đấy, thì bây giờ là tôi bỏ không cái phòng này rồi. Không dám ngủ, bây giờ lốt lất hết như thế này là tôi không dám cho con tôi. Cái sức của tôi là năm nay 61 tuổi rồi, mới làm được gian nhà, cả một đời người sắp đi nơi rồi, mà chưa được ở mà đã bị nứt dạn hết như thế này. Nguyện vọng của chúng tôi rất là bức xúc. Trước sự việc này, lãnh đạo địa phương cho biết, việc đá rơi xuống khu vực chân núi Thần là do đơn vị xử lý những hòn đá trên đỉnh ngọn núi như đá mồ côi, đá trồng. Việc này cũng xuất phát từ yêu cầu của nhân dân và chính quyền địa phương. Cấp phép về như vậy thuê đất được cấp phép là khai thác cái mỏ núi Thần. Ở đấy nó có hai mỏ, mỏ núi Thần 1 là hiện nay là dân đang có ý kiến là người ta dừng rồi, và mỏ núi Thần 2 đấy là nó có đầy đủ giấy tờ. Dù đã được cấp phép, tuy nhiên trong quá trình cắt gọt phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân sống gần khu vực khai thác là trách nhiệm của đơn vị. Được biết, hiện chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty tạm dừng nổ mìn phá đá, lập lại phương án chi tiết, báo cáo cụ thể với các cơ quan chức năng để theo dõi, giám sát. Cùng với đó, phương án cũng phải được công khai để người dân có biện pháp phòng tránh.